Em xin chào các bác nhá. Bài toán cực khó đối với các bác đó là một tác phẩm Xanh Quê. Đây, quê gọi đúng. Quê đi. Các bác nhìn này. Bây giờ anh thực bổ cắt dây này. Cắt dây này đi. Cầm cưa đi cho em. em cắt đúng không? Đấy, nó để lại như này thôi. Bây giờ nhận như thế cơ. Kinh chưa? Cắt lửng đi á. Lốt cả cái. Cắt vứt đi luôn. Không. Em nghĩ là không cắt. Nếu mà cắt vứt đi anh bán chịu cho em. Không cắt. Em thấy không cắt thật sự luôn. Ông tưởng trọng này không nhìn cây bằng mình rồi. Anh không, anh nói với mạnh đây, chú quay đây anh nói luôn. Quay đây là gì cây, nữa? Cây này quay thử cắt ở đây anh bán chịu cho em. Ờ. 120 triệu giả 20 hết, giả 20 hết, giả 20 triệu nợ 100 triệu. Hết mua đồ ạ, giả thiên. Ừ. Mà tính lại. Đấy. Cắt lửng rồi, cắt lửng. Sao mà cắt hai thật em đấy. Thật em thấy hai cành ấy sao giữa hai cái rễ ấy mà cắt đi được. Anh thích cắt hai cành. Đừng cắt anh ạ. À. Em vừa mới vỗ vai Tuấn Anh đây rồi. Cắt thì cái rễ kia sẽ bằng cái rễ này là đẹp. Không, cắt lửng nào, thôi. Cắt lửng thôi. Đừng có cắt hết đi. Mình cắt lửng thôi, mình chơi mình họa mà hết họa mà. Có gì để cắt hết. Tại sao hôm nay uống bia vào mà lại bảo nhưng cắt đi là gì? Căng cái gì này. Đó. Cây này là nó có duyên đấy. Hôm nay không mang đồ, chứ cây này mà hôm nay mang đồ mà là cắt luôn đúng không? Không, mà sẽ đang có cái cưa. Mà sẽ đang có cái cưa. Thì anh Lương anh bảo là anh đang nhận cắt thế gì nữa. Đấy, cắt luôn. Em bảo em không cắt. Bản thân em bảo nghĩ này. Bảo nếu cắt thì bán chịu cho em tính nhân lãi. Anh thường cơn mưa to. Không cắt cây này đúng không cắt. Chéo thôi, cắt chéo. Chéo thì được nhưng bảo cắt vứt đi là không được. Đấy, anh thấy không? Theo anh 2 năm này em biết rồi đấy. Nói không nói thôi. Anh về để nhất là bệ con này không hiểu nghĩ nó biến thế nào mà nó ra được cái tên tuổi này. Làm cây đúng là từ lúc cây đầu biến cái bình thản. Và đã quyết. À. Cứ bảo thu lại, cứ bảo không thu. Thu làm gì? Chính xác. Cây này bóng của nó kiểu như thế. Kiểu cách cây. Đúng, cây này không thu. Nhìn thích không? Vệ tuyệt vời. Thích cây nào bê vào đi. Anh gì nhỉ? Anh đây là Quân. Anh Quân phải 2 tháng nữa mới ngấm được. Quân là người đam mê. Đam mê nhưng phải theo 2 tháng nữa Tuấn Anh mới ngấm được, mới hiểu được. Anh ghi nhận cái điều đấy nên là không phải anh tiếp xúc anh biết được. Là... em hơn 1 năm rồi đấy. Với cái lòng đam mê như thế thì vấn đề là gì? Vấn đề là em kiểu em làm theo kiểu đấy, em làm theo kiểu làm theo làm cho công chúng, nhiều khi nó khác. Và nhiều khi anh em cứ nhận định trong phòng kín. Bây giờ bảo là nhiều ông cứ bảo là thằng này đi theo Tuấn Anh bao năm mà không biết, không hiểu, không tiếp thu được gì. Cái vấn đề là không phải là không hiểu, không tiếp thu mà cái vấn đề là mình làm để cho cả cái công chúng người ta xem, không đặt những câu hỏi, không đặt những câu hỏi cơ bản, anh không nhận không? Thì những cái ông cao siêu rồi ông cứ biết rồi thì ông bảo cái này mà ông phải hỏi, anh không nhận không? Nhưng mà những ông không biết thì rất là khó. Nhưng mà chốt lại là nếu như anh bảo là cắt hai cái rễ này vứt đi thì em không đồng tình. Anh được ạ? Không, trong cái chia sẻ cũng có cái hay. Trong cái chia sẻ thì có cái hay luôn. Không mong em về cắt sai chịu được. Đẹp quá nhờ các bạn nhờ. Đẹp đấy mà cắt vứt đi thì cắt lửng thì được đúng không? Rồi bây giờ xin ý kiến khán giả, bao nhiêu người đồng ý là cắt vứt đi thì comment hộ em để anh thực anh quyết định. Cái này này đổ cái nào, đổ cái nào, cái này anh đang mua cái đổ đây, cái này vào cái đổ đấy, cái này cơ. Ba anh em bảo là không nên cắt thì comment để anh thực anh cũng ghi nhận để anh còn suy nghĩ. Hôm nay là đi uống bia về rồi nên là bác ấy máu lắm ấy. Đây là một tác phẩm Xanh Quê rất là đẹp của anh Thực.
cây bò đá của Huế. Để Huế đúng không? Để Huế nó to mà, nó to gần bằng cái bể này các bạn. Trường nó to gì mà trong anh thấy vườn cây đẹp đẹp. Con trai anh ấy giả con đưa cho bố 5 tỷ con đưa cho bố 5 tỷ để con xong bố chỉ chăm sóc cho con. Ông ấy còn đang băn khoăn nữa. Thế là anh biết một vườn cây phải nói là quá đẳng cấp. Con trai anh bảo là con đưa cho bố 5 tỷ con sở hữu cái vườn cây này, bố chỉ có việc là chăm sóc cho con.